Rồi bây giờ sẽ nâng cấp Gujo Bandai Silver cộng 5 chỉ số 89+4. Nhìn chỉ số hơi thấp không? Đáng cũng hơi đi bộ. Giờ nếu mà nâng được lên thì sẽ được 3 sao. Công thức sẽ là 3 quỷ 1 đập nha. Thứ hai nè, ok, nhịp quỷ thứ ba, công thức này hôm qua mình áp dụng thì nó thành tỷ lệ thành công 100% với khoảng 2-3 lần. Thì ngày hôm nay thì đây là nhịp thứ tư, nhịp này là đọc đúng không? Năm thì mình sẽ đợi 5 nhịp nha, 2 nhịp nè. Lên. Ok, và tới đây chúng ta sẽ đến với Bandai cộng 5 nào. Rồi. Đây chắc giá thấp quá nên cho cộng 5 nó dễ sao. Với công thức 5 3 quỷ 1 đập thì Bandai của mình đã lên được. Mình thích xài Bandai với Ramos hoặc là Dias hơn. Ok anh em.